来忙嘞！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！你不走 ，em， 哎，em忙嘞， em đang kia đục này。ngon không? Chị cho em ăn. À, chị cho em ăn mà. Em tự ăn đi. Chị cho em ăn này. Em ăn. Em ăn đi. Ừ. Được chưa? Được sống chưa? Rồi. Con này. Ừ, con không? Thời gian vừa qua đi học Việt Nam. Em ngồi yên ăn. Chữa dứt điểm trước mắt. Cải thiện tình trạng mệt mỏi, căng thẳng do mất ngủ kéo dài gây ra. Được biết đây là bài thảo dược do bác sĩ Nữ Đoàn Hoạt Mười, giảng viên bộ môn ngoại y học cổ truyền, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Dư luận hiện đang đặt ra câu hỏi, liệu rằng phúc âm được chứng minh bổ bằng bài thảo dược của bác sĩ Nữ Đoàn Hoạt Mười thì có gì khác so với Tây Y và nào thực sự hiệu quả như lời đồn? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu thông tin và xác thực. Tôi thì là bị chứng rối loạn giấc ngủ lâu năm rồi.